Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiết lớp 6 thường, cùng nhau giải đề thi giữa học kỳ 1. Rồi, bài đầu tiên là bài phát âm. Ở đây, các bạn coi chữ phát âm, chữ E nào phát âm khác nhé. Rồi, chúng ta sẽ có này, people, people. People đọc là y, television, pencil, stereo, quên mất, ở đây không phải là chữ này đâu. Chữ này là tear. Television đọc là chữ e, pencil là chữ e, stereo là chữ e. Ở đây chúng ta sẽ khoanh vào câu A. Câu số 2, phát âm ed, phát âm ses, các bạn xem chữ nào đọc khác. Rồi, phát âm ses đã nói rồi, có 3 cách phát âm ses. À, có 3 cách phát âm SES. Thứ nhất, các bạn phát âm là sờ đối với các trường hợp phải phòng khi tối. Các bạn phát âm là ịt đối với các trường hợp là CSH của chị Sương. CSH của chị Sương. Rồi, trường hợp còn lại các bạn sẽ đọc là giờ. Ở đây, chúng ta đọc là watch it, fix it, watch it và go the. Chúng ta sẽ khoanh vào go the vì nó đọc là the trong khi mà chữ kia đọc là it. Rồi, câu số 2 bài dưới này, chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống. Trường của bạn có bao nhiêu tầng? Người ta trả lời đằng sau là tầng thì đằng trước cũng phải hỏi là tầng, vậy chúng ta sẽ khoanh vào floor. Tôi làm bài tập về nhà mỗi buổi chiều. Bài tập về nhà của ai? Của tôi. Bạn học lớp mấy? Bởi vì người ta trả lời là 6A, đây là lớp học cho nên chúng ta phải khoanh vào class. Sau giờ học thì Lan nghe nhạc. Đây nói về sự thật hiển nhiên. Thì hiện tại đơn, Lan là chủ ngữ số ít, listen thêm sờ vào, listen to music. Nghe nhạc là listen to music. Tôi sống ở miền quê. Ở miền quê chúng ta xài giới từ là cái từ all in. Chúng ta xài giới từ in. What are those? Chúng là cái gì? What are those? Hỏi chúng là cái gì? Chúng ta sẽ trả lời hỏi số nhiều phải là they are. They are trees, có sờ. Câu trên là they are nhưng mà có chữ ở đây là sai. Câu này sai không xài được. Rồi it is là sai bởi vì đây là hỏi số nhiều. Lớp học kết thúc, end là kết thúc. Kết thúc vào lúc mấy giờ? Bây giờ 11 giờ 15 phút chúng ta sẽ nói như thế nào? A quarter past 11 là đúng nhất. A quarter past 11. Phút trước và giờ sau và 15 phút người ta sẽ a quarter. Rồi, câu số 8. Đồn công an thì như thế nào so với nhà hàng? Bây giờ opposite được này, near. Rồi next phải có to, in front phải có up. Đồn cảnh sát thì đối diện với nhà hàng cũng được, near cũng được, gần nhà hàng cũng được nha. Rồi, chúng tôi có môn ngữ văn từ 8:45 40 phút cho tới 9:25. Từ mấy giờ tới mấy giờ đó chúng ta phải xài from to. Rồi cô ấy rửa mặt cô ấy không? Có rửa mặt của cô ấy không? Bây giờ sau do the là trợ động từ, sau trợ động từ chúng ta phải xài động từ nguyên mẫu, đó là xài từ was. Rồi, chuyển những câu sau sang phủ định và nghi vấn. Phủ định và nghi vấn nè. Mai và Lan chơi bóng đá ở vào buổi chiều. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu phủ định. Ở đây không có to be. Nếu có to be thì rất là dễ. Nếu có to be thì chúng ta thêm not sau to be và đưa to be ra trước chủ ngữ. Còn không có to be mà có động từ thường như thế này, chúng ta sẽ viết là Mai and Lan là chủ ngữ số nhiều. Chúng ta xài don't. Don't play soccer in the afternoon. Rồi, câu nghi vấn mượn do the để đầu câu. Ở đây chủ ngữ số nhiều sẽ do. Do my and Lan play soccer in the afternoon? Và thêm chấm hỏi cuối câu. Đó. Rồi, xuống bài dưới.
Her teacher listened to music every day. Giáo viên của cô ấy nghe nhạc mỗi ngày. Bây giờ câu phủ định này, her teacher là chủ ngữ viết lại đã. Và chủ ngữ số ít chúng ta phải mượn dozen. Phải mượn the thêm not vào là dozen. Và đã có trợ động từ listen nguyên mẫu, bỏ sờ đi. Listen to music every day. Đây là câu phủ định. Còn câu nghi vấn thì mượn trợ động từ the để đầu câu. The her teacher listen nguyên mẫu to music every day. Chấm hỏi cuối câu. Cô giáo của cô ấy có nghe nhạc mỗi ngày hay không? Rồi xuống đoạn văn sau. Nam is là một, đâu là nam chứ không phải y đâu. Nam là một học sinh. Nam is a student. He's in grade 6. Anh ấy học khối 6. Every morning, vào mỗi sáng, he gets up at 5:30. Anh ấy thức dậy vào lúc 5:30. 5:30, 5:30. He brushes his teeth. Anh ấy đánh răng at 5:45, vào lúc 5:45 phút. Washes his face, đánh rửa mặt, and gets dressed, và mặc đồ. Then he has his big breakfast, ăn bữa sáng hoàn tráng at 6:00, lúc 6:00. He goes to school at 6:30, đi học vào lúc 6:30. Nam's school is small, trường của Nam thì nhỏ. It has 2 floors, nó có 2 tầng. And Nam's classroom, trên lớp học của Nam, is on the second floor, ở trên tầng 2. Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi. What does Nam do? Nam làm nghề gì? Nam is a student, là một học sinh. Câu 2, which grade he is in? Grade là hỏi khối. Anh ta học khối mấy? Chúng ta sẽ trả lời là he is in grade 6, khối 6. What time does Nam brush his teeth? Mấy giờ thì Nam đánh răng của anh ấy? Bây giờ chúng ta sẽ tìm mấy giờ. Đây nè, 5:45. He brushes his teeth at 5:45. 5:45. Rồi, is Nam school big? Trường của Nam to không? Chúng ta đọc, trường của Nam thì small, nhỏ. Vậy là không có to. Không có to thì chúng ta sẽ trả lời no, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Câu tiếp theo, Nam đi học vào lúc 6:30 phải không? Đây, 6:30. He's go to school at 6:30. Vậy đúng rồi, chúng ta sẽ trả lời là Yes, he does. Rồi, trường của Nam có bao nhiêu tầng? How many floor does his school have? How many floor là hỏi có bao nhiêu tầng? Ở đây nói có 2 tầng nè. 2 tầng ha. Chúng ta sẽ trả lời là his school là chủ ngữ, xong rồi has, xong rồi two floor, thêm sờ vào. Rồi, bài dưới, hãy sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. Anh ấy sống trong thành phố, chúng ta sẽ sắp xếp là he lives in the city. Lan thức dậy vào lúc 6:00, chúng ta sẽ viết là Lan gets, thêm sờ vào, up at six. Rồi, tiệm bánh thì gần nhà của tôi, hay là nhà tôi gần tiệm bánh. My house is near the bakery. Tiếp theo, có 6 cửa sổ trong phòng học của tôi. Chúng ta sẽ trả lời là there are 6 windows in my classroom. Rồi, đèn đây là hết rồi.